Thưa quý khán giả, qua số liệu thống kê từ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ủy ban Nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố, tính đến ngày hôm qua 17 tháng 2, thành phố Cần Thơ có 1.089 trong số 1.195 doanh nghiệp sản xuất đã hoạt động trở lại, tương đương trên 91%. Điều này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch đề ra trong năm 2022 này. Mặc dù chỉ mới bắt đầu hoạt động giai đoạn 1 được hơn 3 tháng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, thế nhưng công ty cổ phần may Diệt Long Giang ở quận Ô Môn đã nỗ lực để vận hành nhà máy theo hướng an toàn để phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ. Đặc biệt, Diệt Long Giang là đơn vị may mặc của Cần Thơ được Nike đánh giá đạt yêu cầu về hệ thống chất lượng, an toàn sức khỏe môi trường và cho phép sản xuất mặt hàng của thương hiệu nổi tiếng thế giới này. Hiện nay, công ty đang thiếu rất nhiều lao động để thực hiện kịp những đơn hàng xuất khẩu. Do đó, cùng với đang tích cực tuyển dụng và hỗ trợ dạy nghề, thì đơn vị mong muốn nhận được sự hỗ trợ của ngành chức năng và địa phương trong việc tuyển dụng đủ số lượng lao động. Dự kiến giai đoạn 1 là 1.500 lao động, bây giờ đã được 594 lao động rồi. Thì số lượng còn lại là còn 900 đến 1.000 nữa. Thì dự kiến từ nay tới tháng 3, cố gắng hoàn thành giai đoạn 1 và giai đoạn 2 là còn 1.500 lao động nữa. Thì sẽ dự kiến là vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quy Diệt Tây Đô ở quận Thốt Nốt là đơn vị chuyên sản xuất mặt hàng cồn ethanol thực vật. Vượt qua những khó khăn của đại dịch khi phải thực hiện phương án 3 tại chỗ với công suất cầm chừng, đến thời điểm này, công ty đang trên đà phục hồi. Tuy nhiên, do khó khăn hiện nay là thiếu nguồn nguyên liệu chính từ mía đường, nên nhà máy chỉ hoạt động khoảng 65% công suất. Đơn vị mình cũng phải quyết tâm để tồn tại thì chuyển đổi một số các nguyên liệu khác, chẳng hạn như là gạo, bắp, khoai mì chẳng hạn. Thì cái đó nó có thích hợp một số, còn một số khách hàng người ta cũng chưa ưng ý lắm, cũng chưa có quen cái này. Mà khó khăn nữa là cái giá thành nó lại tăng lên, cho nên một số khách người ta phải quay lưng với mình, thì công suất mình bị giảm đi. Còn theo đại diện của Tân Cảng Thốt Nốt, chỉ tiêu 2022, đơn vị sẽ tăng trưởng khoảng 10% về sản lượng và sẽ xây dựng Tân Cảng Thốt Nốt là trung tâm logistics. Hiện đơn vị đang đẩy mạnh triển khai nâng cấp hạ tầng để phục vụ dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ngành công thương sẽ hỗ trợ làm sao đó tạo mọi cái thuận lợi cho là cái hoạt động của doanh nghiệp về cái xuất khẩu, về cái tìm hàng hóa và tổ chức cái hội nghị khách hàng cùng với các cái đơn vị trên cái địa bàn của cũng như Tân Cảng tại Thốt Nốt và một số cái doanh nghiệp trong cái điều kiện của năm 2022.